bở. Cháu quá là quá mới mở, chú có nhân viên nên tao mới nhờ mấy thằng cháu chúng mày hỗ trợ thôi đấy. Cháu cứ tin ở cô, một ngày làm nhân viên, mai mai làm tiền nha. Thôi, tao đã lâu lắm rồi, bây giờ chúng mày muốn làm gì thì làm. Nghĩ là phòng kéo khách đến càng đông càng tốt, thì tối tao sẽ ăn kem chấm phết. Anh ấy biết cái gì chưa? Vận dụng hết công thức trợ của và đắc nhân tâm đã được học đi. Quán này còn thiếu cái gì? Em biết, chẳng phải không thì đấy im lặng quá. Em đến đây trước, bình thường người ta toàn mở loa to đùng. Đúng rồi, cả mũi sư tử nữa. Chúng mày điên à? Làm sao thuê người chuẩn bị im lặng? Ui dồi. Chuẩn. Chẳng qua chưa đọc kỹ luật chơi thôi. Bây giờ muốn nhiều người biết đến mà không được làm một tí. Booking review board. Được rồi, đi thôi. Đây, mảnh ghép cuối cùng. Quá chuẩn luôn. Quá đẹp trai. Marketing xuất sắc. Giờ mình chỉ cần dán thế này, rồi đợi người đi đường quay lại đăng lên top top. Thế là 1.000 vạn giờ. Tại sao nhỉ? Rõ ràng ba người này hot lắm á nhỉ. Ôi, khách thì cái mức phải mời phút review à. Thế này chắc là ăn chả là gì rồi, đi về. Khoan đã, cho bọn con đúng cơ hội này nữa thôi. Bọn mày tính làm gì? Nãy giờ bọn con chỉ thử nghiệm phương pháp mới thôi, chứ từ trước đến giờ thì chất lượng là trên hết. Nghe có lý hơn rồi đấy. Khách hàng là thượng tổ, phải lót vào tai những lời vang ý ngọc. Phải cung cấp dịch vụ đẳng cấp từ chất lượng đến số lượng. Mấy đứa này nói chuẩn. Kìa, có khách kìa. Hỏi đây có ai bán? Dạ em mời quý thực khách đến trải nghiệm dịch vụ ăn uống có 102 ạ. Dạ thưa hoàng đế, đây là chảo lửa được đun nóng dưới nhiệt độ 400 triệu độ C trên đỉnh Everest đấy ạ. Nhưng mà không nhớ đến với chúng em quý thực khách sẽ được chọn về cảm xúc với phố bộ nầm lợn rừng Amazon giòn giòn dai dai, thịt bò cô ba Sài Gòn thơm phức với gia vị vua đầu bếp ba chỉ làm mỡ hòa quyện, cùng với đó là rất nhiều hải sản tươi sống được bắt từ sa mạc Sahara. Anh ăn đi. Mọi người nói vậy rồi thì có gì phép. Anh mà đứng massage như thế này thì còn gì bằng anh nghỉ. Có gì cả anh ấy. Kìa, còn đứng đó làm gì, anh ấy xin tên tiền kìa. Cho luôn. Nhưng mà giờ là anh vẫn làm mà ngon như hôm nay. Ta hết mà được miễn phí hết chứ. Cái gì đấy anh ra anh dạy vào miễn phí hay sao? Thì các em mời anh vào ăn còn gì nữa. Ồ hay, ai mời anh bao giờ? Anh chả vào đây hỏi xem ở đây có bán đồ nướng không còn gì. Có gì làm sao mà. Tôi hỏi là ở đây có bán bật lửa không, thì tôi còn phải đốt bía cho quán tôi mới khai trương ấy mà. Thêm đồ nướng đến với quán 88 chuyên bò nướng tại Dương Khuê để trải nghiệm dịch vụ của bố đời.